Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio sẽ gửi xe cho một bác khách, xe khách đợi ở trên Linh Đàm, Hà Nội. Đấy, khu đô thị Linh Đàm. Và hôm nay Tùng Nguyễn sẽ gửi xe đến Phú Thọ để một bộ combo phun đôi 725 thay vào cấu hình loa phun đôi 40 về để cho các cháu chơi trung thu sớm. Thì các bác cùng tham khảo cái bộ này để khi anh em mà có nhu cầu là sắm loa 725 mà chơi kiểu trung thu giống như kiểu ở trên Tuyên Quang đúng không ạ? Tuyên Quang kỳ này đang rất là rực rỡ đúng không ạ? Còn loa 725 vác đi chơi trung thu, và cái cấu hình ngày hôm nay thì bộ này mà bay nhảy thì rất là đã rồi đúng không ạ? Bát 40 giờ xếp từ 220-100, tép kèn 750 dây dẹt của giờ xếp, và phân tần hai bát một kèn của BL1501. Các bác cùng tham khảo cấu hình ngày hôm nay. Phun đôi như thế này thì các bác phải đánh đẩy công suất lớn với tầm một công suất là 1.500W một kênh thì mình có thể đánh được phun đôi bát 40 như thế này. Từ 220-100 đít nhọn viền xanh. Đít của nó có đôi 4 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Với cái cấu hình này của nó thì là màng xếp nhựa sóng gân vải thẩm dầu 3 gân. Với cái cấu hình củ bát giờ xếp mà to thì thế này ấy, thì nó chịu đòn được rất là tốt khi ở ngoài trời, và tiếng bát của nó rất là mạnh, nên anh em mà chỉ cần một cặp loa 725 mà cho các cháu chơi thì có thể đánh nhạc DJ hoặc nhạc đám cưới cực kỳ phê luôn. Đấy, từ 220-100 kẹp lỗ thép trắng, bát là hàng mới tinh đập hộp nguyên thùng của nhà máy Trung Quốc, và có nó thương hiệu là giờ xếp nhé, có thương hiệu là giờ xếp, và tiếp kèn của nó là côn dẹt khe từ của viên đồng 750 từ 170 côn 75 của RCF. Đấy. Và phân tần có mã là model là BL1501. Đường nâu của nó là hai bát và một chiếc kèn. Đường hi là đường chiếc này, nâu là đường bát này, 1 2 3 con chở bằng nhôm. Sử dụng 3 cuộn xeo đồng và 3 chở nhôm và tụ nọc của PL. Con tụ vàng là chống cháy, đây bảng mạch phíp màu đỏ rất là to. Chở nhôm này rất là bền và khỏe, đánh cắt giải ra rất là hay. Và cái combo này Tùng Nguyễn sẽ gửi xe cho khách hàng. Các bác nào mà có nhu cầu lấy ngay, hoặc là các bác ở xa quá không gửi được xe thì em sẽ gửi qua đường bưu điện. Đấy, combo này nếu dựng lên loa, các bác lưu ý cho em, nó sẽ chuyên về giải bát, tiếng bát cực kỳ phê, mắc phê luôn, và đánh cực kỳ nội lực. Còn đôi khi anh em mà muốn kết hợp hát về cái độ hát nhiều hơn thì các bác lên lấy cho em các dòng bát là côn 76. Còn con này nếu đánh nhạc DJ và chịu đòn thì nó là mắc phê các bác nhé. Và cái cấu hình này của em thì em sẽ gửi qua đường xe khách đậu ở trên khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội. Và combo này Tùng Nguyễn sẽ bao ship cho khách hàng đi gửi xe lên tới bến, và bao cả ship nhà xe rồi, là 7.700.000 combo này. Các bác có nhu cầu đến combo 40 giờ xếp của 100, hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt combo giờ xếp hàng VIP để về chơi trung thu. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào anh em trong clip mới nhé.